Tiểu thuyết Người tình thần nữ, tác giả Francie Sutter, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 13. Antoine chuẩn bị một cách bài bản cho cuộc phẫu thuật, nhưng tâm trí chàng không thể bình tĩnh được. Tình trạng của Đông Beethoven trầm trọng thêm từng phút, cơn sốt và mê sảng không ngừng, những cơn run co giật khi ông kiệt sức nhanh chóng. Dịch bị phân hủy và vì thế độc tính càng tăng gấp đôi, kéo theo là máu chảy, có thể làm ông tử vong cũng gan với chất độc nhỏ giọt đang tra tấn ông. Và trừ khi sạc vê có thể nhanh chóng làm dịch biến mất, thì không phải là số ngày sống, mà là số giờ sống của Đông Petro đang được tính. Và nếu chàng thất bại trong ý định này, hậu quả sẽ rất bi thảm, dù không có tin tức đáng ngại do San mang đến về những ý định bất lương của Đông Rafael. Tây Ban Nha còn lâu mới đạt tới trong lĩnh vực y khoa và phẫu thuật trình độ ngang bằng với Ý. Giả lại, dù sơ sài, phẫu thuật ở đây cũng vô cùng hiếm. Những người muốn phẫu thuật sẽ có nguy cơ ở Tây Ban Nha cuồng tín, bị bêu xấu là kiêu ngạo, làm trái ý chí của Chúa. Những người Tây Ban Nha vào thời đó còn xem bệnh như một hình phạt, và chỉ có việc sợ chết mới tập hợp người bệnh đến chỗ bác sĩ. Động lực sau cùng, Antoine biết rằng tòa án dị giáo không bỏ qua cơ hội để tố cáo chàng coi thường quyết định của Chúa, vì chàng hành động để cứu một người mà tòa thánh coi là kẻ thù. Chàng đã thận trọng chờ đợi lâu mà không làm gì hết. Antoine vẫn có thể tuyên bố không sợ mất lòng ai rằng tình trạng của Đông Beethoven nhanh chóng trầm trọng hơn và cuộc can thiệp phẫu thuật sẽ vô ích và nguy hiểm. Chắc chắn là bác sĩ Alvarez sẽ không liều lĩnh để tự mình làm phẫu thuật, trong khi ông ta chỉ cần chờ ít lâu để đạt tới kết quả mà chủ nhân của ông ta là Don Rafael mong ước. Nhưng bổn phận của Antoine như nước suối trước mắt chàng. Đôi tay chàng rất khéo léo khi cầm dao mổ là cơ may duy nhất để cứu Đông Petro. Và Đông Petro là bệnh nhân của chàng, có quyền hưởng mọi nguồn lực từ nghệ thuật của chàng. Và rồi hơn hết còn có tia sáng huy hoàng trong mắt của hoàng hậu khi chàng nói với bà rằng Đông Petro có thể sống. Sáng sớm, Antoine ở một mình trong nhà nguyện của cung điện, quỳ gối dưới chân bàn thờ. Chàng cầu Đức Mẹ soi sáng và tiếp sức cho chàng trong thử thách gần kề. Và trong khi chàng cầu nguyện, chàng cảm thấy yên bình và niềm tin bao la, nỗi nghi ngờ lắng dịu xuống. Chỉ khi ra khỏi nhà nguyện, chàng thấy trong bóng tối một bóng dáng cao, u ám thẳng gần bàn thờ. Đó là một người mặc áo dài dòng Dominican, và khi ánh sáng từ cửa kính màu buông xuống ông ta, sẹt về thấy rằng ông ta mỏng manh và các nếp áo dài mềm mại rơi từ đôi vai hẹp xuống. Cổ ông ta dài, có nhiều gân lồi lên, lưỡng quyền đồ sộ phía trên lỗ hổm lớn ở chỗ là gò má, làm nổi bật đôi mắt sâu, là đôi hàng sâu có đôi mắt xanh rất nhạt, và tia lửa băng giá làm chàng trai ớn lạnh dọc xương sống. Tại sao con cầu nguyện sớm thế, con trai của ta? Đối với một thân người trơ trụi như thế, giọng nói lại rất trầm và mạnh, có thể nói đó là âm vang của tiếng đàn phong cầm trong nhà nguyện nhỏ. Con nguyện cầu ánh sáng và sức mạnh, thưa Đức Cha, sáng nay con sẽ tiến hành một nhiệm vụ quan trọng và khó khăn. Cái nhìn của linh mục xoắn vào mắt Antoine, như thể muốn giải phẫu tâm hồn chàng. Con không bảo đảm được tính hợp pháp của điều mình dự định làm sao? Bây giờ con đã xác định, chàng quả quyết trả lời. Chúa đã cho con sự xác tín đó sao? Vâng, con tin rằng Ngài đã làm như thế. Linh mục tiếp tục soi thấu tâm hồn chàng, hãy chắc chắn rằng con không đem khao khát của mình mà gán cho ý chí của Chúa. Giọng ông ta rung lên và gian giọng khẩn cấp. Cha của chúng ta không bao giờ tán đồng những ai chống lại ý muốn của người. Những lời lẽ và âm điệu đều đầy tính đe dọa. Vị linh mục lạ lùng này biết gì về những dự định của chàng? Sinh, tử chỉ thuộc về Chúa, để cho và lấy lại. Giọng nói trầm tiếp tục. Không con người nào có quyền can thiệp trong hoạch định của Chúa. Đừng nghi ngờ rằng những ai bất tuân sẽ không bị trừng phạt vì tính tự phụ của họ, bác sĩ Servetus. Ông ta xoay người và tan biến trong bóng tối trước khi Serve có thể hết ngạc nhiên và bị sốc vì nghe gọi tên mình. Sao con người lạ lùng này biết chàng là Antoine? Sao ông ta biết Antoine đang cầu nguyện được soi sáng và sức mạnh trong vấn đề khó khăn nào? Không nghi ngờ gì nữa, linh mục đó đã đe dọa chàng như một hình phạt nếu chàng can thiệp vào tiến triển tự nhiên của một căn bệnh. Nhưng Antoine có niềm tin quả quyết rằng sự đe dọa liên hệ rõ đến Đông Beethoven thông qua chàng. Tâm trí lo lắng vì cảm giác bị áp bức và lo lắng vì cuộc gặp lạ lùng này. Antoine rời nhà nguyện và trở lại căn hộ mà chàng đã để Đông Beethoven cho Lucia canh chừng. Một linh mục,
vừa làm lễ cúi cho người bị thương, vừa đi ra, theo sau là người trợ tế. Xin chào bác sĩ, người của Chúa nói, bệnh nhân của ông rất tệ. Than ôi rất tệ, Antoine nói rất thành kính. Ông có cho rằng mấy còn sống lâu không? Nếu Chúa biết, còn chúng ta thì không. Tôi thấy thoải mái vì tiểu thư Lucia đã mời ông đến, tôi đã sơ sót. Đôi mắt của linh mục hơi giãn ra. Nhưng là Fray Ignacio Molina đã cử ta đến, thưa bác sĩ. Tạm biệt các con. Và ông ta biến mất. Antoine chạy đến chỗ Lucia. Nhanh lên, Fray Ignacio Molina, có phải rất mảnh mai, có đôi má hổm và một giọng nói trầm không? Nàng sung lên và nỗi khiếp đảm làm đường nét của nàng bối rối. Phải, Chúa phù hộ ông, và có đôi mắt khiến ông đóng băng tại chỗ. Tại sao? Antoine kể lại cuộc gặp gỡ đáng ngại trong nhà nguyện. Vậy điều mà Gian nghe nói đã là thật. Nàng thì thầm và làm dấu thánh giá. Họ đã dự định bắt ông và đưa ông ra tòa án dị giáo. Nàng lảo đảo và vì chàng đưa cánh tay ra để đỡ nàng. Nàng bỗng nhào vào ngực chàng và bật khóc nức nở. Không nên làm tôn nhô, không nên tạo điều kiện để họ tra tấn anh. Chàng vuốt mái tóc vàng ống rất mềm và thơm và lướt môi vào đó. Tôi không có lựa chọn tiểu thư Lucia. Don Beto là bệnh nhân của tôi. Tất cả là do lỗi của em. Nàng tự buộc tội mình. Nếu em có thể tuyên liệu, nếu em không gọi anh đến cứu. Cô chỉ trung thành với hoàng hậu thôi, cũng như tôi trung thành với lời thề của bác sĩ. Nàng ngước nhìn chàng với đôi mắt đẫm lệ. Em có thể ở cạnh anh trong cuộc phẫu thuật, phải không, anh bác sĩ? Chàng mỉm cười nhìn nàng buồn bã. Đó không phải là một cảnh tượng đẹp lắm. Nhưng phải có ai đó canh chừng bác sĩ Alvarez và bác sĩ Ortega. Em không thể tin họ. Tôi cũng không, đương nhiên rồi. Nhưng tôi có một con dao mổ, và tôi nghĩ ít có khả năng họ can thiệp vào. Dù sao em vẫn muốn ở gần anh. Được thôi, vậy hay làm như cô muốn. Bây giờ chúng ta nên đi ăn để lấy sức, công việc sẽ nặng nhọc. Lúc đó bỗng như Lucia nhón gót chân nhỏ nhắn của mình và hôn môi Antoine. Môi nàng thật mềm và thơm, rồi nàng bỏ trốn. Chàng có cảm giác rằng nàng thì thầm với chàng điều gì đó trước khi thoát thân. Nhưng có lẽ thính giác của chàng đã bị lạm dụng, vì những chữ mà chàng nghe được là cầu Chúa phù hộ anh yêu quý. Và những chữ đó chắc là nàng Lucia Ben Lạc Mi kiêu kỵ không thốt ra đâu. Trừ ra là Gian không lầm khi anh khẳng định Lucia yêu chàng nhiều lắm. Quả quyết thật lạnh lùng, Antoine xóa khỏi trí nhớ đôi mắt ướt đẫm của Lucia, đôi môi mềm mại của Lucia, mái tóc lượn sóng và vàng óng của Lucia. Và chàng nhớ trong tim mình có hình ảnh thanh tĩnh của nữ thần. Nàng có chút đượm buồn trong ánh mắt như lời trách móc nhẹ, bởi vì trong khoảnh khắc, người sùng bái nàng đã cho người khác chiếm chỗ mà chỉ nàng mới có quyền. Nữ thần duyên dáng mà chàng đã thề sùng kính vĩnh viễn. Chương 14. Mang ủng cao, mặc áo lót, tay dáng cao để lộ cẳng tay đầy cơ bắp. Antoine hài lòng xem xét các dụng cụ được chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật. Một chiếc bàn hẹp và dài đã được mang lên từ nhà bếp cung điện vào căn hộ. Và dưới sự chỉ huy của chàng, Jean và hai người hầu lực lưỡng đặt người bệnh lên đó. Don Beto ly bì và được uống một lượng thuốc phiện lớn, nằm dài và nghiêng bên trái, bên phải lỗ ra và chiếc áo sơ mi được cắt để cho phép chạm đến phần dưới ngực dễ dàng hơn. Hai tay được buộc lại, gắn vào chân bàn. Đùi bên trái được kéo ra phía trước, đùi bên phải kéo ra phía sau, hai chân cũng được buộc vào chân bàn. Được giữ như thế, ông này không thể cử động để phòng trường hợp ông thức dậy mà không làm phiền công việc của Antoine. Trên một chiếc bàn gần giường, vật đựng trong hộp do bác sĩ Duvan tặng được xếp ra. Trong cuộc phẫu thuật cổ điển về diêm mủ mà Vizan đã mô tả, không cần vật gì khác ngoài dao mổ, nhưng chàng thích chuẩn bị cho mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Ở một phía của chiếc bàn nhỏ, những chiếc khoang xương được xếp đặt để sử dụng mở sọ. Theo cách sử dụng thời cổ đại, sự khoang xương hiện nay được biết như rất thịnh hành từ khi Antoine Vizan đã mở sọ thành công cho thái tử Don Carlos, con trai đầu lòng và là người thừa kế của Philip đệ nhị, bị chấn thương nghiêm trọng sau khi té cầu thang. Nhưng Tây Ban Nha rất lạc hậu về y khoa, đến mức thay vì gán thành công điều trị của thái tử cho sự khéo léo của Vizan, được vua tôn vinh một cách điều trị khác ngoạn mục hơn nhưng kém hiệu quả hơn nhiều. Đặt vào giường của thái tử và bên cạnh cậu ta thi hài của một tu sĩ. Bên cạnh những cái khoang xương là toàn bộ các dụng cụ, có dụng cụ dùng để lấy ra, dụng cụ khác để cắt răng, những chiếc đòn bẩy nhỏ gọi là máy nâng, lưỡi cá chép dùng để lấy những mảnh răng hàm,
Những miếng lớn gọi là những cái cặp thai được sử dụng để lấy chân săn gãi ở hàm răng. Xa hơn là những chiếc dao mổ cong để cắt và cưa xương. Và bên cạnh những vật này là những cái kẹp móng mà Ambroise Paré đã vẽ ra để chặn xuất huyết khi thắt các động mạch nhánh, tốt hơn phương pháp thông thường là đốt bờ vết thương bằng miếng sắt nung đỏ hoặc dùng dầu sôi. Cuối cùng và gần tay của Antoine nhất là những chiếc dao mổ sắc như dao cạo. Đồng Ambroise đứng gần bàn sạc khuỷu tay của Antoine, nhưng cẩn thận chọn một góc để không bị giấy bẩn khi máu phun ra hay khi dao mổ tìm mạch máu, hoặc da thịt ướt và tràn dịch. Bên cạnh ông ta là Lucia, nhợt nhạt, môi mím chặt và tay nàng giấu dưới những nếp áo dài. Ở hai đầu bàn, những người hầu lực lưỡng đã đặt người bị thương đang sẵn sàng để tuân lệnh Jean. Anh này trán đã lấm tấm mồ hôi. Dùng ngón tay, Antoine chỉ sơ đồ vẽ sườn dưới. Ở chỗ này, chàng nói với bác sĩ Alvarez là điểm tích tụ dịch dường như diễn ra. Hãy lưu ý, chỗ này đây gần như lồi ra. Các khoảng khe hở ở sườn bình thường đáng lẽ phải lõm. Thật vậy, người ta có trực giác rằng điều gì đó đang tụ lại và tạo sức ép bên trong vào các xương sườn. Ave Maria, thật sự giống như ông nói. Alvarez tán đồng, luôn ở khoảng cách trung thực. Nếu tôi có thể mở trực tiếp đến chỗ diêm mủ, sự nỗ lực của chúng ta sẽ đến đích. Antoine khẳng định. Và những màng phổi, chúng sẽ được dòng dịch tách ra, và phổi bị chèn ép sẽ hẹp lại và tương đối cạn không khí. Bác sĩ Alvarez thở ồn ào. Chúng ta sẽ xem, ông ta ngọt nhạt nói. Ông là một nhà ngoại phẫu ngoại cỡ. Chỉ có một nhà giải phẫu duy nhất ngoại cỡ. Antoine ngắt lời, đó là André Vizan. Căng da bằng những ngón tay, Antoine để con dao mổ chạy dọc bờ trên của xương sườn thứ 10. Lớp da tách ra và đông mê thô rên rỉ và dặn dẻo vì đau đớn. Nhưng mọi biện pháp phòng bị ngăn ông cử động chuỗi ra. Ông vẫn bất động dù thoáng có ý định thoát, đã thoáng qua. Máu phun ra theo đường đi của dao mổ từ một mạch máu nhỏ vừa bị cắt. Và Antoine nghe Lucia rên rỉ rồi nén hơi thở. Trong một giây, chàng tự hỏi liệu mình có lầm khi cho phép nàng ở lại. Và rồi chàng nhớ một cơ hội khác mà nàng bị sốc khi thấy máu. Máu của bác nàng là Mario, nhưng ngay lập tức gượng lại được. Vết thương do phẫu thuật dài gần 3 phút, ấn sâu vào da và các mô trong để lộ ra các sợi cơ đỏ nâu, nhạt của các cơ đi từ bên này sang bên kia. Khao khát được thấy hết, bác sĩ Alvarez gần như nằm trên vai của Antoine khi chàng cầm lại dao mổ. Bác sĩ thình lình khuỷu tay đụng vào ông ta, khiến lưỡi dao ấn sâu vào vết thương. Hãy chú ý bác sĩ, Antoine nói nhanh, ông chen lấn tôi. Ngàn lần xin lỗi, Alvarez nói, tôi quá quan tâm. Chương 15. Với miếng gạt bằng vải đã chuẩn bị sẵn, Antoine chỉ chậm vết thương khi vết thương khô và sạch và tiếp tục cầm dao mổ, dùng đầu ngón tay vạch vết thương, phát hiện những cơ lập tức phồng lên, hồng và mềm. Thêm một lần nữa, vì quá quan tâm, bác sĩ Alvarez chạm vào tay của Antoine. Lần này có phải là màng phổi không? Chưa. Antoine di chuyển vai và thoát ra sức ép dai dẳng làm dướng díu cử động của chàng. Trước khi vào khoang ngực có nhiều lớp cơ, chàng nói, Don Pedro lúc này đã nghỉ một cách bình yên. Và xuyên da là giai đoạn đau nhất của cuộc phẫu thuật. Thêm lần nữa, Antoine chậm đáy vết thương và xem xét chăm chú. Chàng chỉ, xem đây, hướng của những sợi cơ đã thay đổi. Bây giờ chúng đã qua lớp ngoài, đi đến lớp trong. Cơ gian sườn trong. Ai già, Alvarez kêu lên, các sợi cơ, thật vậy, bây giờ đi về một hướng hoàn toàn khác. Chính xác như bác sĩ Vizan đã mô tả trong quyển Fabrica. Dao mổ trong những ngón tay của Antoine lại tiếp tục tìm trong thịt thật khéo léo và thận trọng như có đời sống riêng. Tệ nhị tách cơ, mỗi nhát dao chỉ tách một phần rất nhỏ các sợi cơ. Đó không phải là chỗ để đưa dao mổ vào với một nhát táo bạo, vì một động tác sai, chỉ một phân hay ít hơn, có thể tạo điều kiện cho một đoạn động mạch nếu có động mạch chạy trên bề mặt trong của sườn ngay phía trên. Và rất có thể, nhà phẫu thuật sẽ không thể ngăn hậu quả bị xuất huyết. Bác sĩ Alvarez dựa sát vào Antoine và chàng thấy khuỷu tay phải của ông ta ép vào đột ngột và rất mạnh. Nếu không theo bản năng đã quấn băng các cơ của mình, thì mũi dao đã ấn sâu về phía dưới, vào ngay khoang màng phổi và không thể tránh việc xuyên thủng động mạch mà chàng muốn tránh bằng mọi giá. Lần này chàng cảnh báo khô khan, bác sĩ, tôi yêu cầu ông tránh ra. Ôi bác sĩ, ngàn lần, giọng của Alvarez thay đổi đột ngột và ông ta kêu lên bằng giọng gạt. Chúa ơi, Antoine quá bận rộn trong việc làm nên không quan tâm đến Alvarez.
Miễn là ông này không va chạm vào tay chàng nữa thì chàng không đòi hỏi gì hơn. Đến nỗi chàng thấy nhẹ nhõm khi ông bác sĩ Tây Ban Nha cuối cùng dường như hiểu phải thật sự tránh xa và để khuỷu tay người mẫu cử động tự do. Thình lình, chàng thấy có thay đổi trong sự kháng cự của Mô với lưỡi dao y cũ. Chàng rút dao ra thật nhanh và thật thận trọng tỉ mỉ hơn bao giờ hết, chậm đáp vết thương nơi đó và khoảng cách trước đó những khối cơ hồng và tròn bây giờ có cấu trúc màu đen nhạt, chạm vào thấy chắc hơn và điểm những vết trắng. Một niềm vui xâm chiếm an toàn như người đã thấy điều mình tìm, đúng nơi mà chàng tìm và đúng như dự tính của chàng. Đó là màng phổi và nó đang viêm. Bác sĩ Alvarez không nhúc nhích như Lucia hỏi, điều đó có nghĩa là ông ở đúng nơi cần đến. Gần như chắc chắn nếu màng phổi bị viêm là vì bị dịch phân hủy ép chặt do viêm mủ. Antoine lướt nhìn nhanh các dụng cụ được xếp đặt rất thứ tự trên bàn, và giữa những món cần sử dụng để nhổ răng thì chàng đã tìm thấy món mà chàng cần. Đó là một loại kim nhổ răng phẳng, và dù không phải dùng cho việc này, nó thật có ích ở đây. Chàng lướt đòn bẩy bằng kim loại dưới các mô cơ còn chưa được cắt, khiến chàng có thể cắt rất yên lành, biết rằng điểm tựa vững chãi và chắc chắn này, lưỡi dao của chàng sẽ đi xa hơn và không gây tổn hại cho các cấu trúc khác đã được bảo vệ tốt. Khi các cơ được tách ra dọc chiều dài vết thương, chàng có thể thấy chiều rộng của màng phổi bị viêm. Và điều chàng thấy càng làm gia tăng sự hài lòng. Các vết màu trắng là dịch sỉ khi viêm, làn da kháng cự này, lúc bình thường là màng bao bọc lồng ngực, không dày hơn một mảnh giấy. Các dấu hiệu này không nghi ngờ gì nữa, chỉ là sự viêm mủ, sự tụ máu và dịch đang phân hủy mà Hippocrates đã mô tả hơn 1.000 năm trước. Nhiều phẫu thuật gia hàng thế kỷ cố gắng dẫn thông những túi mủ tương tự nhưng ít người làm được. Cầm một miếng gạt bằng vải mịn, chàng ấn sâu toàn bộ vào vết thương và đảm bảo ấn đều nhờ một miếng gạt lớn để cầm máu rỉ ra có thể xâm chiếm vết thương mở. Chàng muốn suy nghĩ và thấy rõ đường dẫn trước khi đưa thêm nhát dao mổ mới là nhát dao cực kỳ quan trọng vì giờ đây là đi vào trong màng phổi. Và điều này sẽ khẳng định chàng có vào đúng khối mủ hay phải tìm xa hơn. Điều sẽ làm gia tăng sự kiệt sức của người bị thương đã yếu lắm rồi. Miếng thấm và gạt để vào, chàng nhìn quanh mình, Jean mỉm cười khá kỳ cục mà Antoine không hiểu tại sao. Bác sĩ Alvarez tái nhợt và đẫm mồ hôi, bây giờ đang ở cách nhà phẫu thuật hai bước chân phía sau, trong khi Lucia nét mặt nghiêm khắc và ẩn đỏ đứng gần người Tây Ban Nha. Sophie hỏi khách sáo, ông có thể thấy rõ và theo dõi được không bác sĩ? Alvarez mỉm cười khổ sở, rất tốt thưa bác sĩ, ông rất tử tế. Antoine quay lại và đối diện với vấn đề của mình. Một phần vì có đông bê thôn mới thật sự quan trọng, một phần vì chàng không đủ sức giấu nụ cười. Dù đang tập trung về sự thất bại của Alvarez, chàng đồng ý rằng Jean và Lucia thấy khó chịu vì bị cuộc phẫu thuật tác động. Vậy mà không phải là họ mà là Alvarez lại khó chịu. Bây giờ vết thương tương đối khô, sự rỉ máu đã ngừng lại tạm thời do lực ấn. Tập trung chú ý, Antoine tiếp tục công việc, phục quyết định đã đến. Thành công không tiền khoán hậu hoặc thất bại chết người, một trong hai sẽ theo nhát dao mổ sắp tới. Dùng đầu mũi nhọn của dụng cụ, bác sĩ trẻ tấn công màng phổi từng nhát nhỏ, thầm cảm ơn bác sĩ Duval đã tặng chàng những y cụ mới này. Bằng thép và hình dáng ưu tú hơn những gì chàng đã biết cho đến lúc đó, chàng cắt một cách tinh tế lớp dày đầy dịch sỉ, luôn bằng một ngón tay ở đáy vết thương để bảo vệ. Dù có chuyện gì xảy ra, các mạch máu ở mặt trong của xương sườn số 9, chàng cảm nhận nhịp đập của động mạch áp vào ngón tay mình, màng phổi dày như da thuộc, gấp nhiều lần độ dày bình thường, đến nỗi trong một lúc chàng nghi ngờ chính mình, tự hỏi có phải chàng lầm lẫn khi ngờ rằng mình tấn công vào màng phổi. Chẳng phải là do tai họa chàng đã tấn công vào vết ngăn cơ hoành, nhưng Vesan đã xác định rõ trong một quyển Consilium đặc biệt về đề tài này, nên chàng không có nguy cơ chạm đến cơ hoành ở độ cao xương sườn thứ 10. Và ở độ cao này, người ta đi vào khoang màng phổi. Các cuộc giải phẫu tử thi đã chứng thực điều đó. Một sự thư giãn nào đó khi chàng đưa lưỡi dao bỗng thu hút sự chú ý của chàng về sự thay đổi độ dày của khối màng mà chàng cắt vào. Lập tức chàng rút dao mổ ra và điều chàng thấy khiến cho chàng tràn ngập niềm vui vì mũi thép đã sụp vào một vệt lõm màu nâu đỏ. Chàng chậm đái khoan mới cẩn thận hơn nãy giờ, và khi chàng rút nút gạt ra, một tia chất lỏng màu nâu đỏ phun ra từ đáy vết cắt, và mùi lan tỏa trong phòng thật sự khiến Antoine cảm nhận
Từ lâu chàng đã quen với nó, sự ngây ngất trong thành công, trong khi mùi đó khiến ba người cùng tham dự buồn nôn. Mình chúa, Jean kêu lên, mùi hôi tanh này là gì vậy? Người ta không hiểu nổi làm thế nào một con người có thể sống như trong phổi có túi đầy chất thối tha như thế. Là bác sĩ Alvarez kết tội mạnh mẽ nhất, buồn nôn và ngạt thở. Ông đổi màu hai lần trong ít giây và hầu như ngạt thở và cuối cùng rên lên bằng lời ông thật can. Được mẹ ơi! Nhưng Antoine rất hài lòng và đã thấy bệnh nhân của mình nhẹ nhõm, giải thích bằng giọng thật tự nhiên mà chàng có thể hình dung được. Đó là sự mưng mủ. Tôi đã vào trong khoang. Chúa tôi, Jean kêu lên. Theo cái mùi này, cậu đã vào trong mộ. Nhìn xem. Antoine nói tiếp và rất kích động. Nhìn xem. Với mỗi hơi thở, nó phun ra dịch mủ. Chờ xem, tôi sẽ mở đường. Một lát cắt rất nhẹ tạo ra chỗ đủ để chàng luồn ngón tay vào, cho phép chàng kéo màng phổi lên phía dưới và nhờ vậy cắt nó chính xác hơn. Và bây giờ bị thu hút vì hứng khởi về phát hiện này, đi nhanh hơn và cắt vết thương. Chàng tập trung thực hiện các động tác thật chậm, làm việc thật tích cực. Khoan mà những ngón tay chàng luồn vào đang chai bỏng vì sốt và đầy chất dịch mủ buồn nôn. Mùi hôi tanh rất nặng khiến trong phòng dường như đè bẹp mọi người và cố gắng lắm mới thở nổi. Nhanh lên Tonyo, cố gắng kết thúc, thật là không chịu nổi nữa. Nhưng Antoine quá chăm chú vì điều mình dự đoán nên không hề bận tâm đến lỗ mũi nhạy cảm của Jean. Với thành công trong tầm tay, chàng không thể có nguy cơ phá hỏng tất cả nếu dỗ dàng bất cẩn. Nếu chàng muốn tránh, điều có thể là tai họa không cứu vãn được, sự chậm rãi đến mức chàng có thể làm được. Cần được, chỉ định hơn bao giờ hết, vì giữa dao mổ và bàn tay phải của chàng đang cầm và những ngón tay của bàn tay trái nhấn sâu trong khoang màng phổi, không còn gì nữa ngoài sự khéo léo về giải phẫu của chàng. Và một đường cắt vào ngón tay, vết cắt do vụng về hoặc dỗ dàng sẽ đồng nghĩa với tình trạng viêm và rất có thể đồng nghĩa với tử vong. Có vài nhà giải phẫu đã kết thúc tính mạng với tai nạn đó, hoàn toàn biết rất rõ. Khoang viêm mủ rất rộng, chứa đầy hai tách chất độc dịch. Phần nửa số này cũng đủ để tính mạng người bị thương gặp nguy khốn. Khi chất độc được rút cạn, và sẽ phải biết rằng nó không còn đáng ngại. Không có rò rỉ, cũng không còn ngóc ngách nào còn mủ. Chàng xếp nhiều lớp vải thành một loại dây mà chàng đưa vào vết thương mở và để nó phủ ra ngoài. Dây dùng để hút khô trong trường hợp dịch lại tái tích tụ. Thay vì tạo một khối, nó sẽ thoát ra trọn chiều dày của màng phổi. Trên bàn, chàng lấy một miếng gạt lớn hơn và thêm một miếng nữa, tạo thành một nút gạt dày và rộng, nhưng không đặt. Như vậy mép vết thương sẽ không khép lại đột ngột. Chàng giải thích với bác sĩ Alvarez và chất dịch còn lại bị nhiễm độc sẽ tự do trào ra bên ngoài. Từ thành công này, bác sĩ Tây Ban Nha cho rằng mình khó chịu mạnh khi Antoine chỉ có thể tự giải thích một hiệu quả đôi về thể xác vì sự buồn nôn và về tinh thần vì dự định của ông ta bị sụp đổ. Xin cho phép thôi, thưa bác sĩ, Alvarez nói bằng giọng ngập ngừng. Nhiều công việc khác đang reo gọi tôi rất khẩn cấp. Chắc chắn rồi, Anton nói và nói thêm. Ông có thể báo với Don Rafael Rishamva rằng từ giờ tôi chắc chắn chú con máy sẽ khỏi bệnh. Tôi sẽ báo, người kia nói. Chuyện ớ sẽ được làm ngay. Nhưng ông chưa nói hết câu thì đã ra ngoài cửa. Anton buộc băng đúng cách quanh người của bệnh nhân để tránh lớp băng bị dời chỗ. Rồi chàng ngước mắt lên và thấy Jean nhăn nhó một nụ cười rất ngộ nghĩnh. Chính Lucia cũng thư giãn. Sẹt quê qua phòng kế bên để sửa rái, trong khi Jean và những người hầu đặt đông bê thô vào giường. Những người hầu biến mất dưới chiếc bàn và vải vấy bẩn. Khi Antoine sạch sẽ và ăn mặc chỉnh tề trở lại, Jean và Lucia đứng bên cạnh giường. Tội nhồ! Lucia kêu lên mắt ngời sáng niềm vui. Nhìn xem, ông ấy đã khá hơn rồi. Phấn khởi, nàng chạy về phía Antoine, vòng tay qua cổ chàng và hôn chàng. Mình phải nghĩ đến việc làm phẫu thuật da. Nếu đó là phần thưởng của một cuộc giải phẫu thành công, Jean thở dài châm biếm một cách tử tế. Lucia đỏ mặt và phản đối. Tôi không kiềm chế nổi vì thành công của Tonyo, Jean. Đó chính xác là điều tôi nói, họa sĩ kết luận. Xavier nhìn ông hầu tước đang thiếp ngủ và một sự hài lòng lớn lao xâm chiếm chàng. Dù mệt nhọc, chàng đặt tay lên trán của Don Beto và đã thấy trán ít nóng hơn. Những giọt mồ hôi lắm tắm hứa hẹn sẽ hạ sốt. Cậu phải cảm thấy khá hơn, Tonyo. Bây giờ cậu đã chắc chắn không bị tố cáo là giết người. Hãy tin mình nếu cậu muốn, nhưng mình đã hoàn toàn quên chi tiết này. Chỉ có cuộc phẫu thuật chiếm đầu óc mình. Với tôi, Lucia nói, tôi không quên điều đó chút nào.
và tôi rất sợ đến nỗi run từ đầu đến chân. À này, Anton lo lắng, có chuyện gì xảy ra với Alvarez? Có lúc tôi nghĩ rằng ông ta bị đau. Dĩ nhiên là ông ta bị đau, Jean khẳng định, cười phá lên. Nhưng không phải chỉ vì cuộc phẫu thuật và mùi hôi, hãy nói tại sao đi Lucia. Thiếu nữ giạch nếp áo và chỉ ra, treo ở thắt lưng một bao hẹp mà nàng rút ra một vật dài và mảnh bằng kim hoàng chạm khắc tinh tế như trang sức. Một trong những con dao lưỡi lê mà các thương gia đôi khi dùng để mở thương nhưng có thể đâm chết người. Đó là vật làm ông ta nhói tim nhất. Đừng ra câu đố nữa, An Toàn ra lệnh và cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Ông có nhớ rằng bác sĩ Alvarez thúc khuỷu tay vào ông không? Nhớ chứ, tôi thậm chí phải đẩy ông ta ra nhiều lần. Em đã nói với ông rằng ông ta sẽ can thiệp. Nếu có cách, ông ta đã tìm ra cách đó. Nhưng em đã chuẩn bị và em đến với món đồ chơi này. Lúc đó An Toàn hiểu tại sao bác sĩ Alvarez thình lình tránh xa khỏi chàng và lập tức chàng hiểu về thái độ lạ lùng của ông ta. Mũi dao lưỡi lê của Lucia đã ấn vào sườn ông ta và người đàn ông đó lo sợ cho tính mạng của mình. Nhưng cô không đâm ông ta chứ, Lucia? Em có thể làm không ngần ngại, Lucia trả lời và giọng điệu của nàng không nghi ngờ gì, đầy cương quyết và quả cảm. Antoine đưa tay ra siết mạnh tay nàng. Tôi đã làm gì để xứng đáng có những người bạn trung thành đến thế? Không có hai người, tôi sẽ như một đứa trẻ đi lạc. Jean vui vẻ phản đối. Chúng tôi không làm gì cả, Tonio. Phải, không phải cậu đã liều mạng vào đêm nọ khi đánh nhau với người canh gác để ngăn chúng ta đến sao? Ông vừa liều mạng để chiến đấu chống Valdez. Lucia đáp trả. Nhưng sau đó cô cũng liều lĩnh và không nhỏ khi làm cho bác sĩ Alvarez thù hằn. Antonio giọng khiếp sợ. Lucia trả lời khinh bỉ. Đó chỉ là một con lừa quên quan. Ông ta kêu rên gây tiếng động nhưng chỉ là hơi gió. Ông ta có chỗ chống lưng hùng mạnh nhưng Lucia rất tự tin lắc đầu. Em tin rằng từ đây ông ta sẽ không dỗ dàng sanh sự với chúng ta. Tuy nhiên Anton lại nhìn thấy ánh mắt không thương xót của Fray Ignacio Molina, không thấy được thuyết phục như cô thiếu nữ. Vì Fray Ignacio Molina không phải là người chịu thua trận vì cuộc chạm súng đầu tiên không thuận lợi với ông ta. Sẽ còn nhiều trận chiến khác, trận này chỉ mới bắt đầu.